Chào cùng. Hít thở chút đi ha. Bữa nay có thấy cảm thấy có tâm lý gì không? Có cảm thấy bệnh mệt gì không? Dạ, bữa nay bị cảm. À, thời tiết. À, thời tiết. Thì có thể là như vậy, cô cũng đoán vậy. Thì đầu tiên thì chúc mừng em để hoàn thành cái bài thi của mình. Thì có một chút xíu là cô góp ý mà. Có những chỗ phụng xử lý cái hơi á, cái ca đó, xử lý hơi đó, chưa có thoát hết. Thành ra là cho cái người nghe đó họ cảm thấy là chưa có rõ lời. Thành ra là mình, cái người trình bày cái ca hát rất là quan trọng, phải tròn dành rõ chữ. Lời ca mình phải diễn đạt cái lời, ý của tác giả như thế nào thì cố gắng mình chuyển tải làm sao phải cho nó rõ lời, rõ cái lời ca. Cô vẫn cảm thấy là cái hơi của em cũng chưa thoát hết, rồi cái lời ca thì cũng chưa cho ra bộc lộ hết những cảm về cái lời ca. Thì cũng chú ý cái đó ha, để sau này mình xử lý lại hơi và cố gắng là vận dụng cho nó mạnh mẽ. Mặc dù là mình ca vọng cổ nhưng mà có những cái chỗ kỹ thuật chưa có được, chưa có sáng tạo lắm. Thành ra cô cũng thấy là nó bình bình, thành ra chưa có hấp dẫn cái lời ca đó. Thành ra chú ý cái đó, cái phần em.